Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của biểu hiện hay biểu lộ. Về cơ bản, biểu hiện là mang một thứ gì đó hữu hình vào cuộc sống của bạn thông qua sự hấp dẫn và niềm tin. Tức là nếu bạn nghĩ nó sẽ đến thông qua suy nghĩ, hành động, niềm tin và cảm xúc của bạn. Nó có nghĩa gì để biểu hiện một cái gì đó? Chọn bản kê khai động từ khi ai đó hiển thị một cái gì đó cho mọi người chú ý là một tính từ. Bản kê khai là một cách chính thức để nói rằng một cái gì đó rõ ràng với giác quan và đồng nghĩa với hiển nhiên, rõ ràng hoặc rõ ràng. Làm thế nào để bạn biểu hiện một cái gì đó? Dưới đây là 7 bước để thể hiện bất cứ điều gì bạn muốn, bao gồm cả tiền. Bước 1. Làm rõ những gì bạn muốn. Bước 2. Hỏi vũ trụ. Bước 3. Làm việc hướng tới mục tiêu của bạn. Bước 4. Tin tưởng vào quy trình. Bước 5. Nhận và thừa nhận những gì bạn nhận được. Bước 6. Giữ độ rung cao. Bước 7. Xóa kháng cự của bạn. Liệu biểu hiện có thực sự làm việc không? Vâng, nó hoạt động. Tuy nhiên, bạn cần phải cho phép làm việc. Rất nhiều người không nhận được kết quả vì họ quá nghi ngờ hoặc lo lắng rằng họ sẽ không nhận được kết quả. Vì vậy họ cố gắng hết sức và mọi thứ bắt đầu tồi tệ hơn. Khi nói đến luật hấp dẫn và biểu hiện, đó là quá trình dễ dàng mang lại kết quả. Một ví dụ về bảng biểu hiện là gì? Manifest là hành động cho một cái gì đó rõ ràng hoặc chứng minh một cái gì đó. Ví dụ, một bảng kê khai thường là một danh sách hàng hóa trên tàu, hàng hóa trên xe tải hoặc tàu hỏa, hoặc hàng hóa hành khách trên máy bay. Về cơ bản, nó là một tài khoản có tổ chức của các lô hàng hoặc tải trọng cụ thể trên phương tiện khác nhau. Sức mạnh của biểu hiện là gì? Sức mạnh của biểu hiện là một thể cơ có thể khai thác số phận và mong muốn thực sự của bạn trong cuộc sống. Tiềm thức đưa vào tầm nhìn và sau đó thành hiện thực. Tất cả mọi thứ bạn muốn về vũ trụ đã là của bạn. Suy nghĩ của bạn về vấn đề này càng rõ ràng, việc giao hàng sẽ càng kịp thời và chính xác. Điều gì xảy ra ngay trước khi biểu hiện? Trực giác xảy ra khi bạn nói điều gì đó với người khác đồng thanh hoặc khi bạn muốn nói gì trước khi họ nói. Trực giác cho thấy ngay trước khi biểu hiện rằng bạn đang ở bên bờ vực của nó khi xảy ra. Làm thế nào để bạn biểu hiện một người yêu? Làm thế nào để thể hiện tình yêu của cuộc sống bạn? Bước 1. Xác định cảm giác, chìa khóa thực sự để thể hiện tình yêu của cuộc sống của bạn hoặc bất cứ điều gì thực sự là tập trung vào cảm giác. Bước 2. Nắm bắt cảm giác. Hãy nói rằng bạn muốn thể hiện một người bạn trai. Bước 3. Thực hành cảm giác. Bước tới cuối cùng và thực hành cảm giác cho đến khi nó trở thành hiện thực mới của bạn. Chúa nói gì về sự biểu lộ? Theo đức tin của bạn, nó sẽ được thực hiện cho bạn. Matthew chương 8 câu 29. Đức tin ở đây đề cập đến niềm tin bản thân. Nếu bạn thiếu niềm tin rằng bạn có thể đạt được điều gì đó, thì điều gì đó sẽ vẫn khó nắm bắt đối với bạn. Nhưng thời điểm bạn phát triển niềm tin vào bản thân và vào khả năng của mình, bạn sẽ bắt đầu bộc lộ những mong muốn của mình. Bạn có thể biểu lộ một mối quan hệ không? Nhưng theo các nhà tâm lý học và chuyên gia, việc thể hiện tình yêu mà bạn muốn là rất có thể đơn giản bất ngờ, giống như bất cứ điều gì nếu bạn tin vào biểu hiện. Tuyệt vời nếu bạn không, bạn không. Vì vậy đây là một số điều đơn giản bạn có thể làm mỗi ngày để thể hiện đối tác với mối quan hệ lý tưởng của mình. Là những gì tự biểu hiện? Làm thế nào để biểu hiện ham muốn của cao của bạn? Khi bạn cố gắng để thu hút một cái gì đó trong cuộc sống của bạn, điều quan trọng là phải hiểu biểu hiện đi vào thực sự
khác biệt giữa biểu hiện ham muốn từ cái tôi của bạn hoặc cao hơn của bạn. Là biểu hiện giống như cầu nguyện phải không? Cầu nguyện theo định nghĩa đầy đủ nhất của nó là một sự từ mạnh mẽ, đó là một con đường giao tiếp hai chiều cho thấy những mong muốn thực sự của trái tim. Biểu hiện mặt khác là một từ định nghĩa cố ý việc sử dụng sức mạnh sáng tạo của mình trong mối liên hệ với Thiên Chúa để thay đổi hoàn cảnh của cuộc sống của một người với sức mạnh. Tâm biểu hiện nghĩa là gì? Có rất nhiều định nghĩa khác nhau của từ manifest, nhưng đơn giản nhất sẽ được nói rằng một biểu hiện là cái gì đó được đưa vào thực tại vật lý của bạn thông qua suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì bạn tập trung vào là những gì bạn đang đưa vào thực tế của bạn. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.